Vậy là cô ấy có thể có quyền yêu cầu tất cả mọi thứ từ người đàn ông, từ việc cán đáng kinh tế gia đình cho đến việc vào bếp, đúng không ạ? Thì cái đó mới được gọi là người đàn ông hoàn hảo. Làm thế nào để nhận biết được là người phụ nữ đến với anh á, họ yêu anh thật lòng hay họ yêu anh vì sự nổi tiếng và vì tài năng của anh? Chị nghĩ thì cũng không khó để mình nhận ra cái điều đó nếu mình có để ý chút xíu. Những cái điều mà người đối diện, đối phương quan tâm tới mình, đôi khi nó không phải là những cái việc nó quá xa vời mà nó sẽ là những cái gần gũi với mình nhất. Nếu chẳng may ngay lúc này, ví dụ như anh hai Lâm Trường sơ ý làm nổ bình ga rồi phim trường mình bốc cháy á, bạn sẽ cứu ai trước trong ba vị giám khảo? Nếu mà trường hợp đó thì tôi không phải bảo vệ sức khỏe của tôi. Nếu mà tôi... và cái thịt úp hai cái thôi xong. Cho bú. Đắp sữa ra. Bỏ cái bò nắp sữa ra. Bỏ nắp sữa ra. Cháy. Trên sân khấu ngày hôm nay thì mình thấy có những con chưa từng xuất hiện, có những cái gia vị cũng chưa từng xuất hiện bao giờ. Anh Vũ, không biết khả năng vào bếp của anh đến đâu ạ? Nói chung là mình ăn được, nhưng mà nhiều lúc cũng bị hố là mình nấu xong mà mình đem đổ, hoặc là mình ăn xong mình phải uống thuốc. Anh có hay đứng bếp cho các nhà hàng của mình hay không ạ? Trường thì chỉ có lên coi rồi thấy coi các bếp của mình làm như thế nào thôi. Nhưng mà ít nhiều thì trường cũng phải có một cái khái niệm về nấu ăn, để mình có thể thắc mắc thì hỏi các bếp, để cho món ăn của nhà hàng Forever của mình ngày càng tốt hơn. Lúc nào thì bạn biết là bạn muốn cầm tay cô ấy? Nói chung là gặp cầm tay liền rồi. Không có dây dưa. Khi mà anh làm một cái công việc gì đó mà có một người phụ nữ ở bên cạnh lèm bèm nói hoài á, thì lúc đó anh cảm giác như thế nào? Rất là bực mình, giống như bây giờ vậy nè. Điều gì vừa đã xảy ra? Tự nếm, tự hỏi. Tự nếm, tự nhăn là sao bây giờ? Thật chất là mình cũng không đánh giá cao các bạn mà chỉ nghĩ là mình có sắc đẹp rồi thì mình được có được tất cả. Cái đó cũng chưa hẳn. Tại vì nếu mà bạn có sắc đẹp, người ta nhìn bạn một lần rồi người ta lại thấy ok, đẹp. Khi mà người ta tiếp xúc thì bạn chẳng có gì ngoài cái vẻ đẹp của bạn, thì bạn đẹp vẫn có người đẹp hơn. Chính vì vậy mỗi năm vẫn có một cái cuộc thi hoa hậu để tìm ra người đẹp tiếp nữa. Bếp của anh Lam Trường bây giờ là không còn cái gì ở trên bàn bếp nữa. Mọi thứ đã nằm gọn trong và đã lau đến mức mà hết cả căn giấy rồi.